Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và những video trước thì em đã có giới thiệu qua bác những cái dòng Gian Touring FCR 3003. Thì đây cũng là một mẫu Touring bên cửa hàng em rất là bán chạy. Thì nhiều bác hỏi các em bên em là dòng size cao, size M. Thì hôm nay em về một chiếc dòng size M đây. Size M thì các bác cao từ 1m65 đổ lên. Đây cũng là một mẫu Touring rất là bán chạy bên em, dòng FCR 3003, thể thao thanh cảnh nhẹ nhàng. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết chiếc xe. Vâng, tổng thể xe thì có màu trắng rất là nhã, điểm nhấn trên xe là những pha và những cái màu xanh lá mạ. Và mẫu model FCR 3003 này là mẫu model mới nhất tại thời điểm hiện tại. Các bạn lên trên website để tìm hiểu thêm. Xe làm từ hợp kim nhôm alu XX, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của những cái dòng Gian độc quyền rồi. Và xe còn rất là mới các nhé. Tổng thể xe em đoán 90%. Màu trắng. Đây là một mẫu model Gian Touring FCR 3003. Thì mẫu dòng Touring FCR 3003 này thì hợp phù hợp với mọi lứa tuổi, có thể đều đi được. Và cũng là dòng model mới nhất thời điểm hiện tại. Xe được trang bị rim sườn đời cao, đời mới bây giờ rim sườn lắm nhé. FCR 3003 em đã từng review qua rất nhiều những cái dòng Touring bên em dòng Gian rồi, thì đây cũng là một trong những cái dòng Touring bán chạy nhất bên em. Và lần này thì em về được một chiếc size M bác nhá. Thì những bác lần trước hỏi em thì những dòng size S thì em đã không còn, thì hôm nay em về được một chiếc size M, tức là size cao. Thế là bác bằng dùng 65 đổ ra. Cổ phút và ghi đông của chính hãng Gian, nguyên bản của xe còn rất là mới. Tay lóng cao su chính hãng của Gian, nguyên bản cho xe. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Và dòng đời mới này của dòng model FCR mới thì được nâng cấp thêm cái bộ phanh Techo, phanh dầu thủy lực Techo, so với mẫu phiên bản cũ là dùng phanh thường. Thì đây xe của FCR là phanh dầu không nhé, phanh dầu thủy lực Techo. Với tay phải em là cụm tầng đĩa, 3 tầng đĩa của Shimano chính hãng, tay lắm chính hãng của Gian, cũng được sử dụng phanh đằng trước, phanh sau cũng là phanh dầu thủy lực Techo, đi rất là an toàn đó nhá. Đằng trước thì có biểu hiện biểu tượng của logo dòng Gian, dòng chữ Gian. Càng xe đây, cái quan quá trình sử dụng thì có một vài vết sức nhỏ li ti trên cái càng xe này. Điều đó là không tránh khỏi rồi, nhưng tổng thể xe rất là đẹp các bác nhé. Thì ở bên cạnh cái càng xe thì vẫn còn cái mã vạch chính hãng của dòng xe, bảo hành của xe. Cụm phanh dầu thủy lực Techo bên đĩa kia. Xe được sử dụng với cặp Mayer chính hãng bạc đạn, Mayer bạc đạn chính hãng của dòng Gian. Và cũng là vành đổ nguyên bản theo xe mà em đã từng review rất nhiều về dòng Gian FCR 3003 này rồi. Vành đổ tức là vành một đĩa. Đây bác nhìn thấy vành một lớp. Đây. Đi rất là chắc chắn và an toàn lắm nhá, của chính hãng dòng Gian luôn. Kích thước lốp là 700x28C. Đây là kích thước lốp cơ bản của dòng Touring Gian mà các bác rất là thường gặp trên những cái dòng xe Touring khác. Lốp xe thì còn rất là mới, vì còn những cái la gai lốp đi ti vẫn còn trên trên lốp xe đây, rất là thấy rõ. Khung xe còn rất là đẹp lắm nhé, hầu như khung xe không một cái xước nào cả, chỉ mỗi cái càng xe thì có một vài cái xước đi ti nhỏ có thể thấy rõ. Nhưng tổng thể xe em đoán trên tầm 90% xe còn rất là đẹp. Xe được trang bị nâng cấp thêm rim sườn trên khung. Xe được trang bị với gạt đĩa Touring TX chính hãng của Shimano. Củ đề Shimano Touring TX.
Xe được trang bị 8 tầng lip chính hãng của Shimano, nguyên bản theo xe. Và đằng sau xe cũng là Mayer bạc đạn, Mayer chính hãng của dòng Gian. Đây. Mayer bạc đạn chính hãng Gian. Vành một lớp đằng sau cũng là vành đổ chính hãng của dòng Gian, nguyên bản theo xe. Lốp sau cũng là lốp kích thước là 700x28C. Học yên xe thì cũng là chính hãng của dòng Gian đó nhá, nguyên bản theo xe. Yên là yên Gian, cũng nguyên bản, còn rất là mới. Đây em quay chi tiết tổng thể xe bác xem đây. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lít này, tổng rất là mượt mà. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano và Mayer bạc đạn của chính hãng Gian, chính lip tổng rất là mượt. Và bên đây là 3 tầng lip nữa, một đĩa lên đĩa. Xe chuyển động rất là mượt mà và hầu như là không một lỗ chi tiết nhỏ nào cả. Và bây giờ đi tổng thể xe bác xem, khung hình bác xem đây. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian FCR 3300, cũng là mẫu xe model mới nhất tại hiện tại. Xe được trang bị với rim sườn, với xe tổng thể xe còn mới trên 90% xe. Vâng, xe được trang bị với cặp mà Mayer bạc đạn của chính hãng Gian. Và xe có giá rất tốt bên em là 7,7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ hôm qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh và hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.